iPhone 13 chính hãng hiện tại đã có mức giá về mức khoảng 13 triệu. Các bạn có thể tham khảo tại OneWay để chúng ta có mức giá cực kỳ tốt. Và sắp tới sẽ còn có một chương trình sale cực kỳ lớn diễn ra từ ngày 14 cho đến ngày 16 tháng 6 này. Anh em quan tâm thì nhớ tham khảo đường link nhé. Rất nhiều sản phẩm giảm giá cực kỳ hấp dẫn đấy, đặc biệt là những em iPhone chính hãng như thế này. Tuy nhiên là iPhone 13 bây giờ giá đã quá tốt rồi các bạn ạ. Rồi, thế thì quay trở lại một cái bài toán. iPhone 13 không phải là một cái máy mới nữa. Năm nay chúng ta sẽ có con iPhone 16. Tức là iPhone 13 nó cũng đã xuất hiện trên cái cõi đời này lên quay khoảng tầm gần 3 năm rồi. Và nó vẫn đang có mức giá ở mức có thể nó là thuộc dạng cao. Và với 13 triệu thì rõ ràng là các bạn sẽ phải đánh đổi quá nhiều thứ chỉ để lấy cái mác đấy là iPhone. Thực sự là như vậy hay là không? Mình sẽ nói kỹ hơn ngay sau intro nhé. Hôm nay búng hơi bị to ấy các bạn ạ. Thì quay trở lại một chút xíu thì iPhone 13 này những người xung quanh mình vẫn đang dùng rất là nhiều. Đúng con iPhone 13 này luôn nhá. Con em vợ mình ấy, thằng chồng nó nha, rồi những người bạn bè của mình vẫn đang dùng iPhone 13 rất là nhiều. Có nhiều lý do để họ không lên iPhone 14 hay là iPhone 15 lắm. Ví dụ như là sang iPhone 14 thì không khác gì con này cả. Ngoại trừ việc nâng cấp một chút xíu về cái camera mà người ta cũng không quá quan tâm. Hay là lên thì iPhone 15 thì khác biệt nó sẽ chỉ đến từ cái viền cầm sướng một chút xíu. Hay là cái Dynamic Island thay cho cái tai thỏ này thôi. Còn hiệu năng các thứ thì nó cũng không có thay đổi gì quá nhiều. Thay đổi một chút xíu về cái camera thì đối với nhiều người họ cũng không quá quan tâm. Bởi vì kiểu gì họ cũng dùng app cả. Vậy nên iPhone 13 nó sẽ cải tiến được một yếu tố quan trọng so sánh với iPhone 12. Đó là việc pin nó trâu hơn. Và bộ nhớ trong mặc định ở phiên bản thấp nhất sẽ là 128GB, lưu trữ nó thoải mái hơn. Và đấy cũng chính là lý do vì sao mà iPhone 13 đến bây giờ vẫn rất nhiều người đánh giá nó là sự lựa chọn ổn nhất nếu như so sánh với lineup sản phẩm của nhà Apple. Còn đánh đổi vì sao thì lát nữa mình sẽ nói khi mà so sánh với những chiếc điện thoại Android cùng cái tầm giá. Thế nhưng mà nếu như chúng ta phải đánh đổi quá nhiều thứ chỉ để lấy cái mác iPhone thì mình không đồng ý cho lắm. Bởi vì sao? iPhone 13 vẫn có những cái giá trị nhất định riêng mà thậm chí nhiều những cái máy chạy Android trong cái tầm giá này không làm được. Mình lấy ví dụ như nói về yếu tố liên quan đến cái camera. Đồng ý là khả năng chụp hình của iPhone 13 bây giờ nếu so sánh với những chiếc điện thoại Android cùng tầm này thì nó thua đứt đuôi. Kể cả chụp đêm, chụp chân dung này, chụp trong rất nhiều tình huống phức tạp về ánh sáng. iPhone 13 không còn mạnh về cái khoản chụp hình. Cho dù bây giờ cao cấp nhất là iPhone 15 Pro Max, nó cũng đã thua đứt đuôi so sánh với những chiếc điện thoại Android xịn sò nhất đến từ nhiều hãng Trung Quốc bây giờ rồi. Nên mình sẽ chỉ bàn về một yếu tố khác thôi, đó là trải nghiệm sử dụng thực tế ấy, thì iPhone 13 nó vẫn có điểm cộng quá tuyệt vời liên quan đến cái quay video ở đây. Đương nhiên là quay ở camera trước sau thì đều là 4K 60fps. Và cái quan trọng là cái hình ảnh và độ ổn định khi chúng ta quay video bằng iPhone nó vẫn là một thứ gì đấy và rất nhiều chiếc điện thoại Android đang phải thòm thèm. Mình khẳng định luôn là quay video nếu như các bạn muốn quay cho nó đẹp, quay cho nó ổn định, chống rung tốt, live stream hay chỉ đơn giản một điều đó là quay như kiểu vui vẻ thôi thì iPhone đến bây giờ nha vẫn sẽ là sự lựa chọn an toàn nhất dành cho mọi người. Và iPhone 13 nó vẫn có đầy đủ những tính năng liên quan đến cái chất lượng quay video thực sự tốt là như thế. Có một cái yếu tố quan trọng hơn nữa, đó là đối với những bạn mà sử dụng điện thoại, đặc biệt là dùng iPhone thì các bạn sử dụng mạng xã hội rất là nhiều, thì những cái tính năng liên quan đến social, ví dụ như là quay video app filter này, app story này, video call app filter các thứ này, hay thậm chí đơn giản thôi đấy là chụp hình đăng ngay bằng app, thì iPhone vẫn là một thứ gì đấy nó tạo được cái sự khác biệt so sánh với những chiếc điện thoại Android. Mình không bàn về yếu tố đấy là điện thoại Android chụp thì nó có đẹp hay là không. Chúng ta đang bàn về việc chụp bằng app đến từ bên thứ ba nhé. 10 bạn gái dùng iPhone thì mình nghĩ là cả 10 bạn đều dùng app đến từ bên thứ ba. Chứ hiếm có bạn nào dùng cái camera gốc lắm. Camera gốc sẽ chỉ là một vài tình huống khi bạn chụp hình mà muốn có một thứ gì đấy chân thật, màu sắc nó ok thôi. Chứ kiểu gì cũng sẽ dùng app. Mà đã dùng app thì iPhone nó mới ngon. Các bạn cứ chỉ nhìn nhận vào một cái vấn đề nhỏ thôi. Sử dụng cái TikTok, nó đang là một trong những cái nền tảng phổ biến nhất thế giới bây giờ. Các bạn xem live stream TikTok nhé, bằng iPhone nó mượt hơn so sánh với một cái điện thoại Android. Các bạn live stream bằng một cái iPhone, hình ảnh nó cũng mượt hơn so sánh với một cái điện thoại Android. Thế nó mới hay chứ. Bản chất ở đây nó là sự khác biệt về nền tảng. Và những thứ như thế thì cho dù là iPhone 11 nhé, nó vẫn còn ngon hơn so sánh với rất nhiều chiếc điện thoại Android cùng thời. Bỏ qua yếu tố khác biệt về cái nền tảng đi, thì iPhone 13 nó vẫn có những thứ mà mình phải nói là nó vẫn tốt. Ví dụ nhé, cái hoàn thiện của nó, khung viền nhôm, mặt lưng kính, có tiêu chuẩn kháng nước IP68, ổn áp chưa?
Có Face ID mang lại một cái sự tiện lợi khá tốt để mà chúng ta có thể bảo mật một cái máy một cái ok hơn. Và trải nghiệm với Face ID thì rõ ràng là bây giờ chúng ta quen quá rồi, nhiều tính năng cũng đã xịn sò hơn và đeo khẩu trang cũng đã dùng một cách rất là ổn. Thế nhưng yếu tố đấy thì các bạn có thể thấy là rõ ràng là iPhone đang ngày càng trở nên tốt hơn. Rồi chưa kể nữa hệ thống loa ngoài, máy nhỏ thôi nhưng loa ngoài của nó vẫn khiến cho rất nhiều những cái máy trong cái tầm giá phải dè chừng, chứ không phải nói là đòi hơn được con iPhone này đâu. Rồi micro thu âm tốt hay những cái yếu tố liên quan đến hiển thị màn hình này, nó vẫn đều thực sự là quá ngon về mặt màu sắc hay là độ sáng, rồi cái trải nghiệm mà nó mang lại cho người dùng. Nói chung về những yếu tố liên quan đến hoàn thiện, liên quan đến những tính năng cao cấp kiểu MagSafe, sạc không dây, rồi là kháng nước các kiểu, loa stereo, thì nó là những cái thứ gì đấy bây giờ nó mang yếu tố đấy là tiêu chuẩn của một cái iPhone rồi, nên mình cũng sẽ không muốn nhắc đến yếu tố này quá nhiều nữa. Thế thì rõ ràng là đấy đều là những cái điểm cộng của một cái iPhone, và iPhone 13 nó đang là cái điểm cộng thực sự là tuyệt vời nhất trong cái tầm giá mà các bạn phải bỏ ra. iPhone 14 bây giờ thì không khác gì nhiều so sánh với iPhone 13, nhưng cái mức giá chênh thì đôi khi các bạn có thể mua được phiên bản dung lượng cao của iPhone 13 này rồi. Còn nếu như so sánh với iPhone 12 thì mức giá chênh lệch cũng chỉ một chút thôi, nhưng cái pin nó ổn hơn, cái thiết kế, cái camera cụm đằng sau đặt chéo nó vẫn sử dụng đến bây giờ thì vẫn mang một yếu tố gì đấy nó hình tượng hơn. Và rõ ràng là với pin trâu thì chắc chắn là dùng nó sướng hơn so sánh với con iPhone 12 rồi. Đấy là thứ chúng ta không thể nào bàn cãi đến được. Thì bây giờ quay trở lại một cái yếu tố khác, những cái đánh đổi đó là gì? Thì đánh đổi đầu tiên đấy là tuy pin nó tốt hơn con iPhone 12 nhưng không quá trâu các bạn ạ. Bởi đơn giản thôi, máy nhỏ, dung lượng pin thấp thì làm sao mà trâu được. Cái máy này rất nhỏ như so sánh với những cái mẫu cao cấp nhất bây giờ các bạn nhé. Nó chỉ là 61 inch thôi. Đồng ý là cái phần viền này nó hơi dày, nên các bạn nhìn tổng thể cái máy nó vẫn còn hơi to. Nhưng bản chất đây là một cái máy khá là nhỏ để các bạn có thể sử dụng bằng một tay một cách rất là dễ dàng, gọn gàng như thế này. Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên chúng ta sẽ phải đánh đổi, pin không quá trâu trên cái điện thoại này. Yếu tố thứ hai là cái màn hình này không có tần số quét màn hình cao. Cái đấy là cái đặc trưng của cái dòng thông thường trên những con iPhone rồi. Dầu gì là iPhone 16 còn không có màn hình tần số quét cao thì iPhone 13 chúng ta sẽ phải chấp nhận mà thôi. Trong thế giới smartphone trên Android bây giờ những con điện thoại giá rất rẻ chỉ loanh quanh tầm khoảng 4 triệu đã có màn hình OLED trong mềm hẹp, thì đây là một cái điểm trừ rất khó chấp nhận đối với bản thân mình. Còn với nhiều bạn iFan thì có khi nó là chuyện bình thường rồi. Điểm tiếp theo là camera cực kỳ nghèo nàn. Cái camera nghèo nàn đến mức độ là nó không có một tính năng gì màu mè thêm cả. Ngay cả yếu tố camera tele cũng không có, đặc trưng của cái dòng thông thường mà các bạn. Hay là cái ống kính góc siêu rộng ấy, thì nếu như con iPhone 13 Pro và 13 Pro Max này nó có cái autofocus để các bạn chụp macro bằng cái ống kính góc siêu rộng một cách rất là dễ dàng, thì cái con thông thường này không có. Và đây cũng là một cái tiêu chuẩn mà nó kéo đến cả những con như là 15 và sắp tới có thể sẽ là 16. Đấy là thứ các bạn sẽ phải đánh đổi và phải chấp nhận trên những con dòng thông thường này mà thôi. Rồi, một cái yếu tố nữa là sạc không nhanh. Rõ ràng là iPhone 13 sạc không nhanh và bây giờ kể cả iPhone 15 sạc cũng không nhanh. Và iPhone 13 còn một thứ khác nữa, đấy là cái kiểu tai thỏ như thế này. Thì nó mang hơi hướng của chính chiếc iPhone đời cũ, nói thẳng ra là đời hơi cổ lỗ sĩ các bạn ạ. Chứ còn bây giờ iPhone đời mới nó phải là Dynamic Island. Hết rồi, từ iPhone 14 Pro đã có, bây giờ iPhone 15 series cũng hoàn toàn sử dụng sang Dynamic Island. Và rõ ràng mọi người cũng đã dần quen với cái Dynamic Island đó rồi. Chứ còn không mấy ai quan tâm đến cái tai thỏ này nữa đâu. Nhìn chán lắm rồi các bạn ạ. Ok, rồi, yếu tố nữa, Lightning, một mình một cõi, một mình một kiểu. Bây giờ mọi thứ đã đồng bộ sang USB Type-C nên iPhone 15 cũng đã phải chuyển sang Type-C. iPhone 13 đời cũ vẫn phải chấp nhận cái cổng Lightning này. Thì liệu các bạn có muốn sử dụng cái cổng này hay là không? Đi những cổng Lightning thì cái việc mà chúng ta mua sắm những cái món phụ kiện bên ngoài nó sẽ bị giới hạn khá nhiều thứ. Ngay một cái yếu tố đơn giản thôi, các bạn mua một cái dongle USB-C sang 3.5mm có vô cùng nhiều sự lựa chọn, thậm chí có những cái adapter mang lại một khả năng giải mã âm thanh cực kỳ ngon. Nhưng mà Lightning to 3.5mm thì đó lại là cái câu chuyện khác. Đó, kết nối ra những cái thứ bên ngoài thì Type-C vẫn phổ biến hơn, khẳng định nó là như vậy. Lightning không làm được. Rồi, vậy thì các bạn nghĩ sao về iPhone 13 này? Liệu những cái thứ đánh đổi như thế có xứng đáng cho cái mức giá 13 triệu và một con iPhone 13 vẫn có quá nhiều những cái giá trị mà nó mang đến cho các bạn ở năm 2024 này hay là không? Comment phím dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.